shopmobilevietnam.vn bán nick liên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Wow, một cái pha xử lý thì là chắc cú quá đi mà. Và ngày hôm nay Mô Việt sẽ chơi sờ cớt bởi vì rất nhiều anh em nói rằng: anh Mô Ba ơi, đánh sờ cớt đi, phê cực kỳ, một phát chết luôn. Tất nhiên là mình sẽ làm theo yêu cầu anh em rồi, chơi sờ cớt với phong cách đảo lên nha. Đảo lên thật nhiều, ăn hôi thật nhiều đấy các ơi. Nếu có cơ hội là các bạn có thể chặn lính giống Mô Việt này. Mặc dù cái pha chặn lính này của mình nó hơi fail một chút xíu, nhưng lợi thế ở đây chứ đâu anh em ơi. Vận chiêu 2, 3 điểm lao ra chiêu 1 đánh thường. Phong cách chơi chuẩn của sờ cớt chính là đấm trộm. Đấm trộm thì nhiều khi bị chửi, nhưng mà anh em ơi, đó là phong cách chơi chuẩn. Tiếp tục đấm trộm này. Pha này thì chắc là tốn đến rốn nổi. Wow, hay quá anh em ơi. Đấy, các bạn di chuyển sớm sẽ mang lợi thế cho team. Có thanh niên Victor bây giờ mới đến ý. Liều ăn nhiều bạn ơi, liều ăn nhiều ăn được cái gì đâu. Còn Hindu ấy thì là chết chùm với Victor. Và nói chung là đây là lợi thế khi anh em di chuyển sớm nha. Và để chơi tốt sờ cớt thì các bạn cần nắm rõ về phong cách chơi. Phong cách chơi mình vừa nói rồi, trang bị giữ nguyên như cũ nha. Phù hiệu mình sử dụng cái phù hiệu chuyển sinh. Còn cái bảng ngọc chi tiết phần mô tả video clip của Mô Việt. Ây da, cái này là mình thích cực kỳ lẻ. Đấy, one hit, one kill. Đó chính là sức mạnh của Saitama Circus. Và nếu anh em có đủ ba đồ thương xuyên phá, phù hợp kiếm và cái lanh thì một phát của anh em khi cường hóa mắc chiêu 2 được cả có thể một mạng đấy anh em ơi. Rồi này, wow, cái này thì một mạng nó mang ý nghĩa khác nhá. Đó là cái phong cách đi đến đâu ăn hôi đến đấy của Mô Việt. Sương sương là bây giờ 4 mạng rồi. Wow, thì bị combo này, chiêu cuối Lavin trúng đầu Gidu, còn Grab kéo được Yulia. Rồi, wow, combo chưa có hết thì bạn ấy đã lên bản đến số rồi. Hơi buồn chút xíu vì chưa hướng dẫn combo được cho anh em thấy. Ôi, con làm cái gì anh em ơi? Sai rồi, bạn này sai trước cái vẻ xoáy của Circus rồi. Ok anh em ơi, để combo ấy là các bạn sẽ vận chiêu 2 này, tầm 3 đến 4 điểm. Sau đó anh em lao chiêu 1 ra đánh thường. Sau đó ấn luôn chiêu cuối nha, cố gắng vòng ra sau lưng để xét tướng địch về phía đồng đội của mình hoặc về trụ. Sau đó anh em lướt tiếp chiêu 1 này, combo này anh em ơi. Đó, ấy đấy, có trượt đâu, một combo cực kỳ đẹp nha, xét về cho đồng đội đánh non. Thế nên đã được mạng gáy luôn rồi. Bây giờ phá trụ không biết có được không, bởi vì chưa phút thứ 5. Nhưng mà hai người phá phố đi này chắc là đủ anh em ơi, chắc là kịp. Ok, kịp anh em ơi. Roker lên rất nhiều tốc đánh này, phá trụ cũng rất là nhanh. Giám mít bà ơi. Ơi, đừng làm gì vậy. Về đi bà ơi. Liều ăn nhiều à? Liều là phải có mình nha. Đấm kìa anh em ơi. Đồ hồi quay tay mà phát chiêu 1 có mạng. Trời ơi, mới phút thứ 4 thôi mà các bạn đấy, team bạn lần lượt lên bảng đến số hết như thế này. Mình chưa kịp làm gì nha, chưa kịp lết game nha, mới lên cái thương xuyên phá thôi mà đã tan lát như thế này thì tẹo nữa mình đấm cho thì không chật phát nào luôn. Đánh sờ cớt này anh em cố gắng là dọn lính nhanh này, sau đó đi ganh hỗ trợ team. Và một cái điều vô cùng quan trọng đánh sờ cớt là các bạn phải biết căn khoảng cách làm sao cho chuẩn.
Nghĩa là khi anh em bật cái chiêu 2 lên, các bạn lao vô chiêu 1 là các bạn còn chiêu để các bạn đánh thường cường hóa nha. Nhiều anh em đánh circuit lỗi là các bạn sẽ bật chiêu 2 sớm, sau đó thì lao vô bằng chiêu 1 đánh thường. Ôi ơi ơi thôi thôi. Wow. Ơi ơi thôi thôi. Trời ơi. Thiệt là khốn nạn quá đi mà anh em ơi. Đầu tiên là dính cái quả lao cơ khí của Slim. Sau đó thì đứng im tại cái chiêu cuối của bác Gindu. Càng dã man. Thế là mất cái trường sinh rồi. Ở đánh circuit một điều cũng rất là quan trọng là anh em phải lên giày Hermes nha. Đội. Và lên cái giày Hermes thì nếu mà team bạn khống chế khỏe thì các bạn cũng có thể là lên cái giày kiên cường đánh hai giày nha. Một phát chơi luôn này. Hình như mấy phút thứ 6 thôi anh em ơi. Wow, phút thứ 6 mà đã tan nát thì này, 6 phút GG. Circuit 6 phút GG anh em ơi. Đúng là phê thật. Đúng là anh em bảo ở mua Việt chơi circuit xuống thật anh em ơi. Thank you.
Thời trang hãy đến shop áo moviet.com nha anh em ơi, với nhiều mẫu mã thiết kế cá tính đẹp mắt cùng nhiều size phù hợp. Áo đi quần, áo 45, what buy, miễn phí giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,